Kính thưa quý vị, Loan chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi những chương trình Soul by Loan in San Francisco của Loan. Hôm nay Loan xin trình bày cho quý vị làm sao để thâu lưng một cái quần, mà cái quần này khách hàng mặc vô rất là rộng, size của khách hàng là 6 mà cái quần này tới size 10 lận. Nó rộng từ trên lưng, nó rất là rộng, cho tới bên hông. Đó, bên chỗ đáy, bên hông cũng rộng lắm. Thì khi Loan cho khách hàng mặc vô á, thì làm Loan có thử rồi, mát ở ngay cái lưng đằng sau á, mới đầu Loan mát mà ghim ở cái lưng đằng sau. Đây là cái thường thường một cái quần thì ghim ở phía đằng sau không à, ghim vô thì cái quần này trường hợp rất là đặc biệt, thì nó có cái túi bên đây, khi ghim vô thì nó nốt luôn cái túi, nó dính luôn cái túi thì không có được, túi thì không bao giờ được mà sát cái đường là đường đường may hết. Ít nhất nó phải xa cái đường may là 1,5 in, đó là căn bản nhé, hoặc là ít nhất là 1 in đi, 1 in tới 1,5 in là ít nhất á, không được bao giờ mà sát quá, mặc vô đằng sau khách hàng nó kỳ lắm. Thì lo em sau khi mát ở giữa thì thấy không có được, thì lo em với mát hai bên hông của khách hàng. Thì khi ta mát, mặc vô ta mát bên hông phải từ trên xuống dưới đó, tại vì bên hông nó cũng rộng lắm, từ trên xuống dưới. Đây là đường ở giữa ta không mát nữa, ta không ghim kim nữa. Rồi bên trái cũng vậy, mát từ bên hông xuống dưới, dưới tí dưới cái ống của cái quần á. Nhưng mà khi hỏi khách hàng có muốn all the way không, all the way không, thì khách hàng nói là không, không có muốn, chỉ muốn là ở eo cho tới tới chỗ khoảng đầu gối thôi. Thì ra ghim cái kim này để mát cái điểm chấm dứt, để khi ta vẽ là ta biết chỗ này là stop, là ngừng. Thì bây giờ khi mang ra làm thì ta đo mỗi bên hai bên nhé, ở bên phía phía lưng á là bên này là 1 in, 1 inch, bên phải là 1 in, bên trái là 1,5 in, thì ta cộng vô 1 in cộng với 1,5 in là 2,5 in, thì ta chia đôi 2,5 in, chia đôi là mỗi bên là 1 inch, 1/4, 1 inch 25 á. Vâng, và phía bên hông cũng vậy, phía đáy về bên hông ta đo bên đây bao nhiêu là 2 inch 2 inches, và song song với đó bên phải là 1,5 in, thì 2 in cộng với 1,5 in là 3,5 in, 3,5 in chia đôi là 1,75 in, 1 inch 75 là 1 inch 1/3/4, mỗi bên là 1 inch 3/4, và xích xuống ta cũng đo hai bên để ta chia đôi đều và ta ngừng ở cái điểm khách hàng muốn. Đó là cách đo và tính chính xác trên cái quần để trước khi mình làm á. Nhắc lại cho các bạn thấy nhé, ta đo hai bên lưng đó, hai bên eo, bên phải bao nhiêu cộng với bên trái bao nhiêu ta cộng lại ta chia đôi, và phía dưới cũng vậy, từ từ xuống ta cứ cộng lại ta chia đôi. Bắt đầu ta tháo kim ra, ta tháo kim ra là ta mát, ta đo nhiều ta mát phấn mé ngoài xong rồi. Rồi ta lật vô phía trong, ta mát phấn, xong rồi ta cắt, cắt chừa nửa nửa inch đường may. Rồi khi ta cắt xong, ta đem nửa inch đường may ta đi vắt sổ và ta ráp lại giống hệt như cũ. Cái quần này đặc biệt nhưng mà bắt buộc phải hai bên, bởi nó không có đường seam ở đây, nhưng mà cũng hỏi khách hàng là phải có hai đường seam đường may ở cái lưng á, thì khách hàng chịu thì ta làm, để tránh trường hợp mà đằng sau cái túi nó sát quá. Đây là trường hợp đặc biệt của một cái quần mà quá là rộng. Vâng. Thì đây là cũng là một trường hợp mà thắc mắc của một một bạn ở tiểu bang Texas gửi về cho Loan, thì Loan cũng mang ra trình bày cho các bạn để các bạn tự sửa những cái quần éo của chính mình hay của gia đình nhà mình. Cho thêm một chút kiến thức đó mà. Vâng, xin chân thành cảm tạ quý bạn đã theo dõi những chương trình của Loan. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn trong chương trình kỳ tới. Nếu các bạn có những thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp thì xin email cho Loan ở địa chỉ loanthailer57@yahoo.com. Xin chân thành cảm tạ.